Trời ơi, tuyệt vời. Rất là vui mà. Chị thì lại lấy ra phần khác, ta chưa có lưới cung sở, ta chưa có chua đấy. Thấy rất là vui. Ai cũng hao hứng và ai cũng muốn đăng thường thiên cả. Muốn tham gia cái lễ chấp hành này không? À, chị rất muốn nhưng mà chị không bấn là phải giữ con rồi trong nha. À vâng. Thế chị chỉ đứng đây hưởng ứng thôi. Bà có vui không? Bà có vui không? Vui. Chứng kiến cái lễ hội cảm quy mô ngành cá như này thì lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên mà. Mình thấy là rất là cảm thấy là mới lạ và nó nhộn nhịp. Và thấy bà con ở đây mặc dù người ta không tin theo đạo Phật thì nhưng mà người ta hưởng ứng rất là đông, là rất là ngày tháng. Vui vui không ạ? Có muốn hòa vào trong đây không ạ? Hòa trong đây. Tôi là người mà mặc con nhỏ. Lần đầu tiên thấy thì hơi ngỡ ngàng. Quá vui vẻ mà quá nghiêm trang như thế này là quá tốt rồi. Vâng. Mà hôm nay thời tiết phù hộ nhé. Hôm nay đoàn diễu hành qua là cái này là thời tiết bây giờ là trước kia nắng chang chang, bây giờ là mưa mát dịu. Vâng. Phật phù hộ mà. Chưa bao giờ có chùa có chiên thế này, nhưng bây giờ các Phật tử về thế này Minh Hóa rất phấn khởi, rất vui mừng mà nhờ các đức Phật đô để làm cho Minh Hóa mỗi ngày một phát triển. Nha. Sắp tới cái môn này cái này về cái này để mà dân là đối ứng, và sự điều này tốt mà. Cùng nhau vui hát hoa ca, kính mừng ngày đức Phật đản sinh. Phật tử kết xe hoa, Phật tử hát múa ca, kính mừng ngày đức Phật đản sinh. Phật tử khắp năm châu cùng nhau kết xe hoa, Phật tử khắp năm châu cùng nhau rước xe hoa, cùng nhau vui hát múa ca.